Phần Thơ Bình rất nhiều. Và thưa quý vị, tiếp theo là giọng ca của Mai Vi. Ai là chị Mai Vi? Tên nghe hay quá. Qua nhạc phẩm Mộng Chiều Xuân. Xin quý anh chị chúng ta cứ dành một tràng vỗ tay cho những ai lên trình diễn văn nghệ. Chứ nếu mà được cứ mỗi lần giới thiệu thì xin một tràng vỗ tay, xin một tràng vỗ tay thì xin hồi thì bất ngờ quá. Xin các anh chị cứ vỗ tay tự nhiên khi có ai đó lên trình diễn văn nghệ. Và sau khi hát xong thì các anh chị chúng ta cũng tự nhiên vỗ tay. Cảm ơn.